Kính thưa quý khán thính giả, một sự việc xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ, một lần nữa lại hâm nóng dư luận Việt Nam khi tuần này lần đầu tiên được báo chí chính thống của nhà nước đề cập tới. Báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bức công hàm gây tranh cãi của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai hồi năm 1958 chỉ có tính cách ngoại giao chứ không có giá trị pháp lý. Trong bài viết mang tựa đề Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, tờ Đại Đoàn Kết ra ngày 20 tháng 7 viết rằng, việc Trung Quốc diễn giải nội dung công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng như là một chứng cứ cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hết sức phiến diện và xuyên tạc. Tờ báo của cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh thêm rằng, việc phía Trung Quốc tìm cách giải thích xuyên tạc công hàm 1958 là một trong chuỗi những hành động có tính toán nhằm tạo cớ và từng bước hợp thức hóa yêu sách chủ quyền phi lý của họ tại Biển Đông. Theo lập luận của tờ Đại Đoàn Kết, vào thời điểm có nhiều chuyển biến phức tạp và cấp bách đối với Trung Quốc liên quan đến tình hình eo biển Đài Loan, bản công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đơn giản là một cử chỉ ngoại giao của Việt Nam, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa pháp lý. Theo đó, công hàm 1958 không hề có việc tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và vào lúc đó, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức miền Bắc Việt Nam, không phải là một quốc gia trong cuộc tranh chấp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy, những lời tuyên bố của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp. Sở dĩ báo chí Việt Nam phải lên tiếng giải thích về bức công hàm gây ra nhiều tranh cãi này là vì thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần nhắc tới bản công hàm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng như là một bằng chứng về việc Việt Nam công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Phản bác lại lập luận này của phía Trung Quốc, tờ Đại Đoàn Kết nhấn mạnh, để thực hiện mưu đồ bá chủ trên Biển Đông, Trung Quốc đã không ít lần đưa ra các tài liệu xuyên tạc lịch sử, biến có thành không, biến không thành có, tung hỏa mù để cố tình làm sai lệch nhận thức của chính nhân dân Trung Quốc cũng như của cộng đồng quốc tế về vấn đề này, theo hướng có lợi cho mưu đồ của Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, về mặt chính thức, có thể coi báo Đại Đoàn Kết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan thông tin đi đầu trong việc phản bác các lập luận của Trung Quốc liên quan đến mức công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, trong dư luận người Việt Nam cả trong và ngoài nước thì đã từ lâu bức công hàm này được coi là không thể chấp nhận được. Trả lời phóng viên Nam Nguyên của Đài Á Châu Tự Do về yếu tố pháp lý đối với bản công hàm Phạm Văn Đồng, Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên luật quốc tế Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Lúc đó là theo hiệp định Geneva năm 1954, chia đôi hai miền Nam Bắc, một bên là từ vĩ tuyến 17 trở về ra là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ vĩ tuyến 17 trở vào trong là Việt Nam Cộng hòa. Và như vậy rõ ràng thì cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa lúc đấy nó trực thuộc là của Việt Nam Cộng hòa. Về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì ở ngoài bên này có tư cách gì mà nói đấy, không có tư cách gì cả. Đây là thứ điều thứ nhất. Thứ hai là cũng nhắc lại thêm là anh xem là bối cảnh của việc ra cái công hàm là như thế nào. Thực ra cái công hàm của Phạm Đồng này, cái pháp lý nó cũng không có gì nhiều cả. Và thứ hai là cái nói rõ ràng, cái mà nói kiểu như là của Phạm Đồng chỉ là một nói nước đôi, cho nên là mọi sự giải thích của nó có thể là sự suy diễn. Điều này cũng đã từng được sử gia Dương Trung Quốc đề cập đến trong một cuộc trả lời phỏng vấn của AFA trước đây. Hơn tí nữa tôi cũng nghĩ rằng đứng về mặt pháp lý quốc tế thì vào cách đây 50 năm ấy, thì theo tinh thần hiệp định Geneva thì ở phía Nam vĩ tuyến 17 là thuộc về chủ quyền của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Cho dù lúc đó Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xung đột thì chắc nữa, như thế là không gian liên quan đến Hoàng Sa Trường Sa nó nằm trong cái không gian thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa. Như thế cái tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng đề cập đến Hoàng Sa Trường Sa, và về nguyên tắc mà nói cái chủ quyền và cái tuyên bố có giá trị pháp lý là không phải là của Hà Nội mà là của Sài Gòn. Ngoài chuyện bác bỏ tính chất phi lý của bức công hàm này, dư luận Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam phải giải thích rõ ràng về nội dung của công hàm 1958. Giới nhân sĩ trí thức Việt Nam còn kiến nghị chính phủ phải minh bạch các thông tin liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia, đặc biệt là đồng thuận với Trung Quốc về Biển Đông. Và cuối cùng, thưa quý khán thính giả, trước những hành động trấn áp của công an, người Việt Nam có tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc nữa hay không? Câu trả lời là chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ diễn biến của tình hình Biển Đông cho đến cách hành xử của chính quyền.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, anh Nguyễn Chí Đức, người thanh niên từng bị công an đạp thẳng vào mặt khi tham gia biểu tình vào hôm thứ Bảy tuần rồi, khẳng định. Mình không thể nói trước được, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện thì mình cũng xuống đường cùng tuần hành biểu tình chống chính quyền Trung Quốc cùng mọi người thôi. Mình yếu đức mà một công dân nói bày tỏ thái độ phẫn nộ trước những cái tuyên bố của Trung Quốc thì mình xuống đường thôi. Việt Nam tuần qua và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt. Thủ tướng Phủ, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng. Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958. Kính gửi đồng chí Chu Ân Lai, Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh. Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có ấn ký. Còn đây là bản tuyên bố của phía Trung Quốc ngày 4 tháng 9 năm 1958, 10 ngày trước công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau đây là tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải, được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường trực Quốc hội Nhân dân ngày 4 tháng 9 năm 1958. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nay tuyên bố: 1. Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả, và các đảo phụ cận, quần đảo Phen Hu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. 2. Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bột Hải và biển Rongju, là phần nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc. 3. Nếu không có sự cho phép của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả các máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuân thủ các luật lệ liên hệ của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 4. Điều 2 và 3 cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Phen Hu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Đài Loan và Phen Hu hiện còn bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Đây là hành động bất hợp pháp, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Phen Hu đang chờ được chiếm lại. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Như vậy, bản công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ghi rõ là ghi nhận và tán thành bản tuyên bố. Mà trong cái bản tuyên bố của Trung Quốc ở điều 1 và điều 4 lại có ghi rằng Tây Sa hay còn gọi là Hoàng Sa và Nam Sa hay là Trường Sa thuộc địa phận Trung Quốc. Có nghĩa là ông Phạm Văn Đồng đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Như vậy, chúng ta có thể kết luận ông Phạm Văn Đồng đã thay mặt chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố với toàn thế giới
là Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Có nghĩa là dù lúc đó chính phủ của Đảng Cộng sản có sở hữu hai quần đảo này hay không, thì phía chính phủ Đảng Cộng sản đã công nhận nó luôn luôn là của Trung Quốc. Và nước ngoài như Việt Nam sẽ không bao giờ có quyền can thiệp vào. Đó là hành động bán nước. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà. Cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi, dậy mà chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiềng cùng trong hào quyền làm nước nhà lửa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiềng không xoay đông cùng cách mạng vùng lên. Dậy mà đi, cho cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà. Cây tự do từng bừng nở hoa. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng trong độ này là chế độ tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù, ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo, chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiềng trong bao quyền làm nước nhà lửa nghiêng. Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiềng khắp mọi miền cùng cách mạng vùng lên. Dậy mà đi, dậy mà đi,
nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông pha đừng đêm đấu tranh cho đời, dần muôn người một đời quyết giành tương lai sáng tươi. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện đem phân đám đêm, tiếng hát vang lừng quỳnh côi sẽ tan đêm dài, toàn người đứng thầy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dập đường thái bình diệt quân bất lương. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện đem phân đám đêm. Làm người cùng kẹp bao đời nào để quân gian thao lui, tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn, mong người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện thành thì bưng quyền lửa dậy trong đêm chiến tranh, tiếng thét xung phong đã bao khắp trên quê mình, mấy mười triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện chiều dân Việt hàng chiều con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu nắm tay bắc ngang nhịp cầu, quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam đã đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu nguyện you